Nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô mà sau hơn 2 tháng học tập ở trung tâm thì mình từ một người không biết gì về tiếng Anh đã thi đậu được TOEIC 4 kỹ năng. Đó thật sự là một điều mà mình đánh giá cao ở anh Ngữ Thiên Ân.